Xin chào tất cả mọi người, tôi là Vân Anh, 42 tuổi, đến từ Thái Nguyên. Tôi rất là may mắn biết đến khóa học bậc thầy ngôn từ của cô Đàm Thu Trung. Đến với khóa học này, tôi đã học được rất nhiều điều từ cô, biết được thế nào là NLP, biết được thế nào là ngôn từ, sức mạnh của ngôn từ. Tôi mong muốn được lan tỏa tất cả những cái kiến thức và những cái mà tôi đã học được đến cho bạn bè, cho đồng nghiệp và cho tất cả mọi người. Mong rằng mọi người sẽ có mặt trong những các khóa học tới của cô Đàm Thu Trung. Xin cảm ơn.